cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La bị truy tố vì nâng giá gấp 2 lần thiết bị y tế. Cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La bị truy tố vì thiếu trách nhiệm để thiết bị nâng giá gấp 2 lần. Viện Kiểm sát cáo buộc cựu lãnh đạo Sở Y tế Sơn La có nhiều sai phạm trong thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị. Thổi giá thiết bị lên gấp 2 lần gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim An, 52 tuổi, trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cựu giám đốc Sở Y tế Sơn La, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3. Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Ngày 23 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thị Kim An, cựu giám đốc Sở Y tế và Sa Văn Khuyên, cựu phó giám đốc sở, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Bùi Thị Hoa, cựu trưởng phòng kế hoạch, tài chính và Mai Anh Tuấn, cựu chuyên viên kế hoạch, tài chính Sở Y tế, bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Bùi Thị Thu, tổng giám đốc công ty Hưng Phát, Tạ Ngọc Chức, giám đốc công ty đầu tư Toàn Cầu, Trần Minh Đức, nhân viên một tạp chí, và Hoàng Vũ Quyển, kinh doanh tự do. Theo cáo trạng, năm 2019, Sở Y tế Sơn La thực hiện đề án mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở với tổng trị giá 10 tỷ đồng. Sở đã ký hợp đồng với công ty Toàn Cầu để thẩm định giá. Bị can Bùi Thị Hoa đã chỉ đạo Mai Anh Tuấn thông đồng với Tạ Ngọc Chức và Hoàng Vũ Quyển không tổ chức thẩm định giá nhưng vẫn lập khống chứng thư các gói thầu với mức hơn 10 tỷ đồng. Mặc dù biết công ty Hưng Phát không đủ điều kiện năng lực nhưng các bị can vẫn hợp thức để đơn vị này trúng thầu. Vì mục đích lợi nhuận, Bùi Thị Thu đã thông đồng với Hoa và Đức đưa Quân Xanh vào tham gia đấu thầu để giúp cho công ty Hưng Phát trúng thầu. Tháng 7 năm 2019, Sở Y tế Sơn La mở thầu với 3 đơn vị tham gia. Những đơn vị đóng vai Quân Xanh được các bị can đưa vào đã cố ý bỏ thầu mức giá hơn 10 tỷ để giúp công ty Hưng Phát của Thu trúng gói thầu. Thực hiện thỏa thuận, Hoa chỉ đạo một công ty sân sau của mình mua thiết bị y tế từ Việt, giá hơn 4,1 tỷ đồng. Công ty sân sau lập khống hợp đồng, bán những thiết bị này cho công ty Hưng Phát, giá hơn 6,7 tỷ. Số thiết bị này sau đó được công ty Hưng Phát bán cho Sở Y tế Sơn La theo giá bỏ thầu, tức tăng hơn 2 lần so với giá ban đầu. Viện Kiểm sát cáo buộc có 107 thiết bị y tế do công ty Hưng Phát giao cho Sở Y tế không đúng danh mục. Ngoài ra, 41 thiết bị khác gồm máy siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân, điện tim, giá hơn 1,7 tỷ nhưng được bán cho Sở Y tế Sơn La giá 5,6 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định đã có 148 thiết bị được nâng giá hoặc không đúng danh mục, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng. Bị can Hoa với tư cách trưởng phòng kế hoạch, tài chính có vai trò chủ mưu vì thông đồng với các doanh nghiệp tư nhân lập khống chứng thư thẩm định và tổ chức thông thầu, hợp thức việc công ty Hưng Phát trúng thầu, cáo trạng nêu. Cựu giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Kim An và cựu phó giám đốc Sa Văn Khuyên bị truy tố cáo buộc đã thiếu kiểm tra, giám sát, không thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc không nghiệm thu dẫn tới cấp dưới thông thầu, nhiều thiết bị y tế bị nâng giá gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, bị xác định cho Sở Y tế lựa chọn nhà thầu dù thẩm quyền này thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cơ quan điều tra cho rằng thiệt hại 4,8 tỷ đồng là do hành vi thông thầu của các bị can gây ra nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Minh. Ông Minh đã bị tỉnh ủy Sơn La và Thủ tướng kỷ luật khiển trách. Hai thuộc cấp của ông tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bị kỷ luật cảnh cáo. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu xác định giá trị hơn 2.300 thiết bị y tế còn lại chưa được kết luận để có cơ sở đánh giá lại thiệt hại,